Hôm đó đứa con gái gặp mẹ, xin mẹ đi chơi với bạn trai. Mẹ dặn rằng: con nhớ cẩn thận nhé, đừng để nó làm gì con nha, nếu không về ba con chửi mẹ đó. Người con gái dạ vâng và đi chơi với bạn trai. Khi về, mẹ vừa gặp và hỏi: sao con, nó có làm gì con không? Đứa con gái trả lời rằng: dạ vâng mẹ, anh không làm gì con hết, con chỉ chủ động làm ảnh thôi. Con chỉ chủ động làm ảnh thôi. Anh có ý định làm cái gì là con chủ động tấn công ảnh liền. Để làm chi mẹ biết không? Để về nhà cha ảnh sẽ chửi mẹ ảnh là không có dạy nó, để ảnh chừa cái thói quen tật xấu đó đi. Ok.